Thưa quý vị, trong các số phát sóng trước, chúng tôi từng tái hiện những vụ việc người đi thuê nhà bị kẻ gian đóng giả chủ nhà để lừa tiền đặt cọc. Tuy nhiên, với thủ đoạn lừa đảo muôn hình vạn trạng, lần này người chịu thiệt hại lại là chủ cho thuê, khi mà các đối tượng xấu đã lợi dụng những điều khoản trong hợp đồng để cố tình bắt bẻ, làm khó gia chủ. Và mục đích cuối cùng không gì khác, đó chính là tiền. Với những ai chưa có nhiều kinh nghiệm cho thuê nhà sẽ dễ dàng mắc bẫy. Cùng theo dõi với Trí Thuận để vạch trần chiêu trò của kẻ gian quý vị nhé. Gia đình tôi có hai chị em, chị tôi thì đã lấy chồng và ba mẹ tôi thì có mua cho anh chị tôi một căn nhà nhỏ để vợ chồng anh chị ở riêng. Anh chị ở được chừng một năm thì bên nhà chồng bảo lãnh anh qua nước ngoài sinh sống nên chị tôi cũng đi theo luôn. Thành thử là để trống ngôi nhà, tôi thấy vậy nên xin phép ba mẹ cho người khác thuê lại căn nhà đó và được ba mẹ đồng ý. Sau nhiều ngày đăng thông tin cho thuê nhà trên các trang báo cũng như là dán trước cửa nhà thì hôm đó có một người phụ nữ xưng là Loan liên lạc với tôi muốn thuê nhà. Hôm bữa trước á là chị tới ban ngày. Dạ. Bữa nay chị tới ban đêm mà ngày đêm gì cũng yên tĩnh như nhau, tốt quá ha. Dạ, ở đây là hẻm cục mà chị, xe ra vào là chủ yếu là dân cư ở đây thôi. Ở đây á, nếu mà chị thuê á thì em sẽ để lại tất cả các nội thất này á cho chị sử dụng luôn. Vậy thì tốt quá, chứ mà đi thuê rồi còn phải mua thêm nội thất, mua thêm này nọ thì tốn kém lắm. Dạ. Em cho chị hỏi là trước chị có ai thuê chưa? Dạ chưa chị, bà chị của em đi mới có 1 tháng à. Chị là người đầu tiên thuê căn nhà này á, mà em cũng là lần đầu tiên em cho thuê nhà luôn á chị. Hôm qua chị gọi cho em đó. Dạ. Chị nói là em soạn thảo hợp đồng cho chị á, hôm nay em có soạn thảo sẵn cho chị không? Em biết làm sao không? Sao chị? Tại sao mà chị gấp gáp vậy biết sao không? Ông chồng của chị, ông về công tác về đây nè. Dạ. Cho nên á là chị phải thuê ở gần ở đây. Chứ mà trời ơi, em biết không, cái chỗ ở hiện tại nó xa lắc xa lơ, đi cả tiếng đồng hồ rồi chưa kể kẹt xe này nọ, đủ thứ việc hết trơn á. Vậy hả chị? Ừ. Chờ em xíu để em lấy hợp đồng nha. Hợp đồng đó có cái điều khoản là bên A giao lại cho bên B tất cả những cái vật tư này nọ với điều kiện là nó không được hư hại gì hết, với lại là không được khoan đục tường. Dạ đúng rồi chị, thì chị cứ nghĩ đó là đồ đạc em để lại cho chị sử dụng mà, thì nếu mà có bị hư hao gì chút đỉnh đó thì anh chị sửa lại giúp em cái. Với lại em ký hợp đồng đó là chỉ có 6 tháng thôi đó chị. Nói thiệt á là chị đi coi cũng nhiều chỗ lắm rồi. Dạ. Nhưng mà chỗ này là chị ưng nhất. Dạ. Vậy thôi à, em cho chị thuê nha. Dạ dạ. Lần đầu cho thuê nhà tôi cũng cẩn thận lên mạng tham khảo rồi hỏi ý kiến người thân về việc soạn thảo hợp đồng. Nghe bạn bè nói là hợp đồng thuê nhà phải ký kết ít nhất là 1 năm. Nhưng mà lúc lần đầu cô ấy tới xem nhà đó, cô ấy nói là chỉ cần hợp đồng 6 tháng thôi, cô ấy sẽ trả tiền mặt đàng hoàng đầy đủ. Vì là lần đầu tiên cho thuê nhà nên tôi muốn mọi chuyện đều thuận lợi, nên vui vẻ đồng ý với cô ấy luôn. Nói chuyện trao đổi mọi thứ thì cô ấy đồng ý thuê nhà này, rồi đưa tiền mặt đầy đủ gồm 1 tháng tiền cọc rồi 1 tháng tiền thuê nhà, tổng cộng là 8 triệu. Em giữ một bộ, chị giữ một bộ. Đúng rồi. Mới lần đầu cho thuê nhà thì mọi chuyện thuận lợi như vậy thì tôi cũng mừng lắm. Nhưng mà có ngờ đâu sau khi ký hợp đồng xong, ở được vài bữa thì cô ấy điện cho tôi tới nhà để bàn chuyện.
Chào chị. Dạ, chào anh ạ. Em ơi. Dạ. Có khách. Chào, chào chị. Em. Dạ. Mà chị uống nước. Dạ. Mà có chuyện gì mà hai vợ chồng gọi qua đây gấp quá vậy? Trời ơi, có chuyện gì đâu em. Cái vấn đề á là từ ông chồng chị nè. Ông mới đi công tác về, ta nói bàn, ghế, tủ, rồi tất tần tật các thứ, cái gì ông cũng ưng hết trơn á. Mà chỉ có mỗi cái màu bức tường với là cái gạch cái nhà tắm á, ông không ưng thôi. Chị, ý anh chị muốn gì? Không nói giấu gì chị. Dạ. Tôi thì là dân bằng ăn, cho nên là rất tin vào phong thủy. Mà cái màu sơn nhà của mình á, nó không hợp với mạng của tôi. Với lại cái gạch của cái nhà vệ sinh mình á, là cái loại gạch trơn đó. Bà xã tôi là cứ tối đi vệ sinh là cứ nó trơn trọt rồi xém té mấy lần rồi. Dạ. Đó. Thì ý tôi muốn là chị đổi là cái màu sơn này là một. Hai nữa là mình phải thay đổi cái gạch lót ở trong là loại nhám á chị. Trời sao được? Trời ơi, nhà tắm rồi tường rồi vậy đó, phải thay đổi sửa chữa lại á thì tốn biết bao nhiêu là tiền. Mà anh chị á mà không muốn thuê nữa thì thôi, trả lại tiền thôi chứ có gì đâu. Không phải, bên chị á là không phải là không muốn thuê, chỉ là vẫn thuê, vẫn ở bình thường thôi. Chỉ có là vào bên em mình thay cái màu tường khác với lại thay gạch thôi mà, đâu có ý gì đâu nè. Với lại em nói vậy là không có được. Trong cái điều khoản hợp đồng có ghi rõ, nó là bên A là em á. Nếu mà đơn phương chấm dứt cái hợp đồng thì bên em sẽ hoàn trả lại một tháng tiền cọc của vợ chồng tôi. Sau đó thì em phải đền bù thêm cái khoản tiền đó, cái tiền hợp đồng của mình phải đền bù nữa. Trời đất ơi, sao anh chị nói chuyện ngang ngược quá vậy hả? Anh chị có biết là bây giờ cái chưa là sơn lại tường rồi sửa cả cái toilet là tốn biết bao nhiêu là tiền không? Coi cho đã rồi bây giờ, chỉ coi cho đã rồi bây giờ ký hợp đồng rồi giờ nói là không ưng cái này rồi không ưng cái nọ nữa là làm sao? Em cứ bình tĩnh đừng có nóng. Có lẽ là hồi nãy giờ vợ chồng tôi nói á, em chưa có hiểu. Bây giờ tôi xin giải thích lại cho em một lần nữa. Tôi khẳng định với em là hai vợ chồng rất muốn ở cái nhà này, không hề thiếu hợp đồng. Nhưng mà yêu cầu em á là thay đổi là màu sơn với lại cái gạch lót trong toilet. Đó, nếu như em không thay đổi á, có nghĩa là em đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thì em là cái người chấm dứt hợp đồng thì em phải bồi thường lại với hai chồng tôi. Hai vợ chồng anh ngang ngược quá à. Lúc đầu tiên như vậy á thì sao hai vợ chồng anh không nói đi, điều khoản này điều khoản nọ đi. Để tôi biết như vậy rồi tôi cho người khác thuê, không cho anh chị thuê. Rồi bây giờ ký hợp đồng xong rồi mấy anh chị nói như vậy là sao? Em bình tĩnh đừng có nóng. Bây giờ nói hai cho tôi ngang ngược là sao? Em mới ngang ngược đó. Hợp đồng là người em làm, em ra hợp đồng đúng không? Hợp đồng là em ra, ở đây ký, đúng chưa? Bây giờ em vi phạm hợp đồng, có nghĩa là em đơn phương chấm dứt cái công việc sang sửa cái nhà này lại. Có nghĩa là em đơn phương chấm dứt hợp đồng. Thì em phải bồi thường cho hai chồng tôi là bình thường. Lần đầu tiên cho thuê nhà mà gặp phải trường hợp như vậy á, tôi vừa bực mình vừa bối rối. Đúng á, là hợp đồng thuê nhà tôi soạn. Nhưng mà thú thật, để nói về chuyện pháp lý á, thì tôi lại không có đủ kiến thức để nói lại họ. Lúc đó tôi có một mình mà phải đối mặt với hai người. Người chồng thì nói chuyện khá là cứng rắn, lại có vẻ rành rẽ về pháp lý nữa. Nên thời điểm đó tôi không biết mình sai hay họ sai nữa. Tôi tính tới tính lui á, vì nếu sơn lại tường rồi thay gạch nhà tắm, tốn biết bao nhiêu là tiền. Còn nếu như giờ không cho hai người này thuê, tôi phải đền bù theo thỏa thuận hợp đồng. Tôi cũng chỉ mất có 4 triệu thôi. Phần thì lúc ấy tâm lý tôi đang kích động, bực tức, nên cũng không có kịp gọi cho người thân để trao đổi. Thôi được rồi, ngày mai á tôi chuyển tiền trả bồi thường hợp đồng lại cho mấy người, rồi mấy người dọn ra khỏi nhà tôi luôn đi. Đó, chuyện đơn giản vậy thôi. Tôi chuyển tiền cho họ cho xong chuyện, đúng 2 ngày sau là họ trả nhà. Tôi vẫn còn ấm ức lắm, tôi lên Facebook kể lại với bạn bè cho xã vậy thôi, chứ chưa nghĩ là mình đã bị lừa. Vậy mà có người bạn tôi cho biết là họ cũng bị lừa vậy rồi. Cô ấy cho tôi biết là tôi bị gạt rồi. Họ cũng từng bị gạt với chiêu lừa y chang vậy luôn. Cũng tới thuê nhà, rồi ký hợp đồng thanh toán tiền hẳn hoi. Nhưng sau đó là hàng loạt các yêu cầu cắt cớ để chủ nhà không thực hiện được. Rồi đổ lỗi cho chủ nhà là đơn phương chấm dứt hợp đồng và đòi bù tiền lại cho họ.